Mới đây tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức hội thảo đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển thương hiệu thực phẩm an toàn trong khuôn khổ chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm. Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, an toàn thực phẩm là một trong những vấn đề mà Đảng, Nhà nước từ lâu đặc biệt quan tâm, coi đây là vấn đề có ý nghĩa lớn trong kinh tế, xã hội, sức khỏe cộng đồng và đây cũng là vấn đề có ảnh hưởng lớn đến tiến trình hội nhập của Việt Nam. Quan điểm chỉ đạo của Chiến lược Quốc gia an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030 chỉ rõ, bảo đảm an toàn thực phẩm chính là bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe nhân dân, là một nhiệm vụ thường xuyên cần sự tập trung chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, là trách nhiệm, quyền lợi của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm và của mỗi người dân, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Tại hội thảo, các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp, chuyên gia đã cùng trao đổi, phân tích xung quanh những vấn đề về quản lý nhà nước đối với an toàn thực phẩm, chính sách phát triển mạng lưới các cơ sở kinh doanh thực phẩm an toàn, bảo vệ người tiêu dùng, việc hỗ trợ phát triển các thương hiệu thực phẩm an toàn, v.v.